Slide bản trình cũng khá là sốc kính thưa quý vị. Cái bộ số liệu mới, Illinois gần 800.000 cử tri không có hoạt động trên cái roll ghi danh. Cái nghiên cứu của một tổ chức giám sát phi lợi nhuận theo trường phái bảo thủ Fiduciary Watch cho thấy Illinois, tiểu bang của đảng Dân Chủ, gồm 800.000 cử tri không hoạt động trên danh sách ghi danh. Fiduciary Watch thông báo vào thứ Sáu rằng một thẩm phán liên bang đã kêu gọi và yêu hội hội đồng bầu cử của tiểu bang Illinois cung cấp những cái dữ liệu danh sách cử tri cho Hiệp hội Bảo thủ Illinois và ba cái cử tri đã đăng ký. Cái tiểu bang cho phép kiểm tra những thông tin trực tiếp từ Springfield thời gian giới hạn, nhưng đó cách xa 200 dặm nơi cư trú của những nguyên đơn. Có nghĩa rằng là hoàn toàn nó không có actively trong cái phiếu bầu cử tri. Quyết định thứ sáu có nghĩa là nguyên đơn phải được truy cập vào bản sao kỹ thuật số của danh sách cử tri trong 15 cuộc bầu cử gần đây, bao gồm họ, tên đầy đủ của người ghi danh, địa chỉ cư trú, địa chỉ email, số điện thoại, số ghi danh cử tri của tiểu bang và hạt, tuổi của người ghi danh, trạng thái của người ghi danh, hoạt động hay không hoạt động, ngày cập nhật gần nhất. Danh sách cử tri sạch sẽ đồng nghĩa với là cuộc bầu cử trong sạch. Chủ tịch Fiduciary Watch, đó là ông Tom Fulton, đã nhấn mạnh. Đây là một chiến thắng cho tất cả những cử tri hợp pháp tại Illinois. Cử tri sẽ bây giờ có sự minh bạch và luật của liên bang yêu cầu để bảo đảm của bầu cử Illinois trở nên công bằng và minh bạch hơn. Fiduciary Watch cũng thông báo về nghiên cứu sắp tới đến dữ liệu điều tra dân số gần đây. Thông tin Illinois đã báo cáo rằng cái ủy ban hỗ trợ bầu cử liên bang cho thấy 14% của hạt Illinois có nhiều cái cử tri ghi danh hơn số công dân trên 18 tuổi, cho thấy tiểu bang gần 800.000 cử tri hoàn toàn không hoạt động. Con số này là con số đáng kinh hoàng. Kinh ngạc, đó là chính lý do tại sao chúng ta cần sự minh bạch và động thái làm sạch cái danh sách cử tri để một lần nữa là một chìa khóa nhằm phục hồi cái niềm tin vào hệ thống bầu cử của tiểu bang Illinois. Là một thành viên của Ủy ban Đạo đức và Bầu cử tiểu bang, Holbrook đã đề nghị thay đổi các lời suất. Cử tri bỏ phiếu qua trừ bỏ phiếu sớm 40 ngày trước cuộc bầu cử, việc đếm phiếu có thể kéo dài 14 ngày. Các tiềm năng việc bỏ phiếu là phương thức đánh thứ hạng, tất cả điều này đều không tốt cho cuộc bầu cử trong sạch công bằng và phải được cải cách. Fiduciary Watch hiện đang có những vụ kiện chưa giải quyết về quá trình bầu cử kéo dài nhiều tuần của Illinois. Có nghĩa rằng là tụi nó vẫn tiếp tục. Có những cái danh sách, những cử tri trên thực tế nó không nằm trong đó và tụi nó vẫn tiếp tục đóng ngoặc, mở ngoặc. Ma thuật gì đó tôi không biết được. Illinois là thành trì của đảng Dân Chủ. Cái nôi của Obama. Chào tạm biệt.